Dạ thấy không? Không biết cái gì thôi nha. Đó. Wow. Dạ. Người đang thăm á, chuẩn bị cái này. Xin chào mọi người nhá. Chúc mọi người luôn được dồi dào sức khỏe nha mọi người. Hôm nay Kiên tiếp tục đi thăm dùng là cũ nhưng mà mọi người. Hôm nay có thêm mấy cái chỗ mới. Hy vọng là hôm nay trúng bánh mọi người ha. Ây da. Rồi, xung quanh Kiên nè. Hôm nay mưa quá mọi người. Nước cũng lớn. Bên kia thì đang bơm, bên này còn còn lâu lắm mới chắc thì chưa bơm mọi người. Ở đây có một cái nữa. Dạ. Có con này. Này sâu quá. Trời gì đây. Có không? Có cái rồi. Sạc không luôn. Có cái sạc. Bảy cái sạc luôn. Cái sạc không nha. Để dụ mấy con cá bự. Sạc không. Chỗ này cũng ngon lắm. Nhưng mà đợi cái bơm á. Bơm nó dưới nó dồn xuống đó cả nhà. Dồn xuống cái lúc đó còn bây giờ chưa biết làm sao. Vui rồi cái gì vàng vàng vậy. Rồi vô rồi nha ơi. Con này nó ấm rồi nè. Đó. Đây lưng nhức luôn cả nhà ơi, nhức nha cả nhà. Quá đã luôn. Con lưng nhức nha, quá đã luôn. Trời này ngon quá mà. Mình nhất. Quá êm luôn. Ra mới được bắt mày là sợ cái là banh luôn á nha. Này. Quá đã luôn. Đi mọi người ơi. Chưa vài con lươn nữa coi. Ủa. Lợi chìm hết đó. Này dính cá nó chìm rồi. Đây. Dính không? À. Vô không? Ồ, vô không? Vô. Có cá. Thấy rồi. Thật lá. Ồ. Bát ngon nha. Đây. Ngon. Có cá là vui rồi. Cá mà vui. Ôi gắt nổ nè. Biết cá có ra không? Có cá là vui rồi. Thắt lát nè. Này thắt lát. Chuột phi. Cua. Ai dạ. Cua này nó kẹp. Thả lát nếu mà có nhiều bán cũng có tiền. Đây ạ. Trường quá. Trường không bắt. Đây. Rồi cua kẹp luôn. Kẹp cắt mày luôn. Đây. Còn cục phi. Mày luôn.
phi, cua, cua hả, cua bắt luôn. Cua này vô mà không bắt nó đứt chân luôn. Ô cua này có đang có con nữa nè, thả nó luôn. Bão quá, mưa dầm mưa về, quá trời mưa luôn. Cái này bữa mình mới dời đầu kia qua đầu này xem có êm hơn không nha. Đúng không, thấy con cá sặc nổi nè đó, chưa thấy con vinh nè, có thấy bọt bọt của ốc hay là cá nè. Có luôn, có mấy con guppy nhỏ luôn. Gô đồng, gô phi mềm mượm luôn. Trừ lại mấy con kia kia dụ quá bự vô. Mình cắt chân luôn nha. Tập một cái này là sót lắm, lỗ sụp chân luôn, ăn luôn. Ủa sao kỳ vậy, trống chân vậy, anh nào bỡ ra gói gì ta, chết luôn rồi, rồi luôn. Có người bỡ coi nha, con nào luôn, chơi kỹ ra, bỡ ra chân, bỏ tay. Giống người bư quá trời luôn. Ôi có dính cá chứ không phải người bư, dính cá. Tại vì cái kia nãy thấy có người người ta thăm á, chuẩn đâu cái này. Ồ, yêu đúng là ba con thủy quái luôn nè. Nè coi nè. Ồ dữ thiệt. Cá lóc kiến. Quá. Wow. Ba con này chắc hơn ký luôn. Ba con này hơn ký. Quá trời. Trời ơi. À. Ơi, bắt cái. Quá rồi. Mưa tới nữa anh. Mưa tới. Cung binh nè cả nhà, thủy quái nữa không? Cung binh kìa, cung binh kìa, kìa, kìa thấy không? Ừ. Không biết cái gì thôi nha, nó, quá, ok, một lần, nước. Quá rồi.
quá, một lờ luôn. Quá khủng rồi. Được rồi. Ủa, phi đâu gì dữ vậy trời. Ủa, con này có mà đổ chứ. Bắt từng con tới mai luôn. Đổ cái nhà ơi. Quá rồi. Vô mánh luôn rồi. Vô mánh à. Ngọt quá trời à. Nhiều luôn. Bắt này mà xào xả là ngon luôn. Sao nghiêng vậy ta? Nhìn sao không thấy nhúc nhích? Cái gì? Ốc không? Ba được không? Cháo hả? Này trúng mánh rồi. Mà cá rô phi không à? Quá quá luôn. Đây được con lươn. Lươn này nhất. Được con lươn, bù lại con lươn. Con lươn ngon. Quá thủy quái nè. Bốn con thủy quái. Hầm xả. Trứng này có trứng không có. Quá trời, vô mấy con này cá nào dám vô. Quá, một thao luôn. Vô phi. Quá, hôm nay nước lớn cá nó mấy cá chì cá lóc rồi đó. Nó không xuống. Mưa nên nước nhiều quá mọi người. Đợi chuyến sau. Chiếc sau hy vọng là vô cái chia cái lóc. Rồi video kia kết thúc luôn cả nhà ơi. Hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha.